Dạ. Quà cáp của ai mà lịch sự thế hả con? À, đẹp thế. Con cũng không biết là của ai nữa. Sao lại không của con, không của mẹ? Vâng. Thế thì của ai? Thì con đoán là trong nhà này thì chắc là chỉ có anh Hớn hoặc bố. Nhưng mà sắp tới nhà mình làm gì có ngày lễ kỷ niệm gì đâu nhở? Bố con thì chả mua cho mẹ, chứ biết đâu được. Mẹ mẹ nghĩ là thôi tốt nhất là mở ra xem cái. Mở ra mẹ. Mở ra mẹ ơi. Nhưng mà quà không phải của mình mở ra rất lịch sự lắm. Ôi sao con làm sao thế? Quà đã vào nhà mình là quà của một trong hai mẹ con mình, hiểu chưa? Thế mà con không nói, mẹ không nói thì ai biết? Đúng không? Mở. Mẹ cho phép rồi nhá. Mẹ có cái tính tò mò. Để cũng mở ra đi. Wow. Thiệp nữa này. Đây. Gì đấy? Tặng em yêu. Em yêu. Em yêu thì cũng có thể là bố. Không, bố con thì không lãng mạn như thế. Hay là thằng Hớn nhỉ? Thế để xem quà xem đây. Xem. Ui, màu đẹp thế. Màu xanh bạc hà. Màu này tụi mẹ nghĩ là Hớn mua tặng cho con rồi. Đáng yêu quá cơ. Này sao nó lại lãng mạn thế? Đấy con trai mẹ nó tinh tế như thế đấy. Nhưng mà mẹ ơi, con thấy anh Hớn cũng chẳng bao giờ lãng mạn như thế. Thôi bây giờ thế này, cứ gấp nó vào, cất nó đi. Coi như bây giờ coi như là mình không biết gì. Vâng. Coi như mình chưa mở ra. Vâng. Mà mình cũng không biết là cái sự xuất hiện của cái hộp quà này. Vâng. Và khi nó tặng con là con phải tỏ một cái vẻ nó ngạc nhiên, bất ngờ, hiểu chưa? Đấy, gấp vào nhanh lên. Đấy, sao nó tinh tế lắm. Quà đẹp váy đẹp đấy đấy. Đấy, đúng rồi. Xong cho cái thiệp lên trên y như thế luôn. Đấy, rồi. Xong con lại cất giả lại cái chỗ cũ. Chào chị hả? Chị ơi, chị thấy mặc cái váy này có đẹp không? Chị, em mặc cái váy này có đẹp không? Chị. Váy đẹp lắm. Thế em mua váy này ở đâu? Bao nhiêu tiền? Cái này á? Ừ. Cái này là váy người yêu em tặng đấy. Chị. Chị sao đây? Bỏ ra. Không sao cả. Nhà cửa ra thế này đi hả? Hả? Mẹ ơi, úi giời, không thấy hộp quà đâu mẹ. Làm sao mà nước mắt lại lưng tròng thế này? Hả? Có cái chuyện gì nói cho mẹ nghe xem nào. Không thấy hộp quà. Thế thằng Hớn nó chưa tặng con à? Mà là hay là nó giấu ở cái chỗ nào nó tạo cho con bất ngờ thì sao? Không đâu mẹ ơi, anh ấy tặng cho người khác rồi mẹ. Tặng cho người khác? Tặng cho đứa nào? Cái Thúy á. Con Thúy ở đầu phố á? Vâng, sáng nay nó vừa lượn qua đây. Nó cố tình mặc cái váy đấy để nó chứng tỏ với con là nó đang ngoại tình với chồng của con đấy. Mẹ nghĩ chắc là không phải đâu con ạ. Thế mẹ còn nhớ là cái món quà này có cái tấm thiệp không? Tặng em yêu đấy. Như thế là rõ ràng rồi còn gì nữa mẹ. Ôi giời. Thôi được rồi. Con không khóc nữa, để thằng Hớn về rồi mẹ sẽ xử lý cái việc này. Đã bảo là nín ghi cơ mà. Mẹ, vợ. Ôi, mẹ bắt nạt vợ con này. Anh đi khỏi nhà tôi ngay đi. Tôi không có đứa con như anh. Sao? Đi khỏi nhà tôi, đi. Mẹ đuổi con thì cũng phải có lý do chứ. Lý do hả? Anh muốn nghe lý do phải không? Vâng. Lý do là anh đi ngoại tình. Anh bôi do chát chấu vào mặt tôi, hiểu không? Con, ngoại tình. Vâng. Bằng chứng đâu? Anh lại còn đòi bằng chứng à? Đấy, anh đi mà hỏi cái Thúy ấy. Anh tặng cả cái váy, cả tấm thiệp cho nó đấy. Đấy, nếu mà bây giờ anh thay lòng đổi dạ rồi, anh không còn yêu tôi nữa, thì anh nói thẳng với tôi một câu, tôi đi về nhà mẹ tôi là được chứ gì. Đấy, nhìn cái mặt này đáng nghi lắm nhá. Thôi, biến đi ra khỏi nhà tôi ngay. Mày bình tĩnh. Bình tĩnh thì tôi không bình tĩnh được nữa. Con nhớ rồi, mẹ chờ con một phút. Mẹ chờ con một phút, con biết rồi, con hiểu câu chuyện rồi.
Alo, ông Tuấn đây à? Ờ, tôi đây, Hớn à. Này, có phải cái hộp quà mà ông đưa cho tôi cầm hộ là ông tặng cái Thúy có đúng không? Ôi dồi, sao ông biết? Biết cái gì? Ông giết tôi rồi. Bây giờ vợ với cả mẹ tôi đang mắng tôi đây này. Ông sợ vợ ông phát hiện ra ông có bồ, ông không dám tặng quà cho cái Thúy, ông lại đưa cho tôi cầm hộ. Thế là bây giờ mẹ tôi với cả vợ tôi đang hiểu nhầm. Ông sang ngay nhà tôi giải thích cho mẹ với cả vợ tôi ngay. Ôi, thôi, cho tôi xin, Thôi, ông giấu cho tôi với, vợ ông mà làm ầm lên. Ê, sang nói với vợ tôi là chết đi. Này, cháu mà không sang đây là cô sẽ nói luôn với vợ cháu luôn đấy, nhá. Ôi, cháu xin cô ơi, cô đừng đốt nhà cháu. Cháu xin cô đấy. Không đốt nhà cái gì, cháu biết rõ ràng là cái con bé đấy là nó chưa có chồng, đúng không? Mà cháu có vợ rồi, mà cháu vẫn đi tặng váy nó là sao? Có gan làm là có gan chịu nhá. Cô sẽ cho mày một cơ hội. Còn yêu gia đình, còn yêu vợ con thì phải chấm dứt cái chuyện bồ bịch, rõ chưa? Còn nếu không, cô sẽ nói chuyện với vợ mày, nhá. Dạ vâng. Cháu xin cô, cháu nghe theo cô. Cô ơi, cô bỏ qua cho cháu với nhá. Nhớ nhá, đừng có bồ bịch gì. Đấy, mẹ thấy chưa? Con trong sạch mà, con bồ bịch gì đâu. Con trong sạch cái gì, đúng không? Thế nhưng mà cái tội nhá, cái tội mà biết bạn nó sai như thế mà vẫn cố bao che cho nó thì cái tội này, tội này phải như thế nào con? Phải tội đánh đấy. Ai, thôi.